run it back. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì mình đang cố gắng, như các bạn thấy là mình đang, nếu bạn nào theo dõi mình ấy, thì mình đang cố gắng ra video khá đều, là một tuần ra đi video một lần. Nhưng mà dạo gần đây thì mình lại có trục trặc một số công việc. Thì lần cuối mình ra clip thì nó cũng đã cỡ 2 tuần, có khi hơn 2 tuần rồi, có khi hơn nửa tháng rồi đấy. Thì sản phẩm tiếp theo hôm nay mình review, hôm nay mình cũng sẽ tính là review về Transformer tiếp ấy. Nhưng mà mình nghĩ là khoảng mấy tuần gần đây thì chắc là cũng 3-4 sản phẩm về Transformer rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ đổi gió một chút. Đây nó không phải là một nhân vật nổi tiếng nào cả. Nó cũng không... nói sao ta? Nó cũng không phải là hàng robot này kia. Nó chỉ đơn giản là cái này mình thấy là đề cao sự sáng tạo nhiều hơn. Và con này thì mình cũng đặt khoảng trước đợt lockdown ở Sài Gòn ấy. Thì khoảng tháng 4, tháng 5 thì mình nhận con này cũng vào khoảng, mình cũng chả nhớ đó, rơi đâu vào khoảng tháng 8 hay tháng 9 ấy. Lúc mà Sài Gòn nó hết cái đợt lockdown 4, 5 tháng ấy, thì mình bắt đầu nhận được con hàng này. Mình thấy là cũng có nhiều review rồi, nhưng mà cũng chưa quay review là người Việt. Nên là hôm nay mình xin mạn phép review một sản phẩm của VToy. Đâu rồi? VToy và BSM. Sản phẩm đó là Dead Knight. Nhìn sơ qua. Đây, nhìn sơ qua. Dead Knight. Hình sau là Choking Hazer các thứ, tiếng Anh này, đây tiếng Trung à, nếu mình không nhầm. Đấy, in China, vitoystudio.com. Có mã QR để quét. Đây là sản phẩm của hãng VToy đầu tiên mình mua. Mình nghĩ là đây là sản phẩm mà hãng tự biên tự diễn, nói chung là tự sáng tạo ra đấy. Tại vì nó cũng không theo một cái nhân vật nào cả. Mình nghĩ là nó lấy ý tưởng nhiều từ Batman. Đây, Dead Knight. Nó cũng không ghi là Dark Knight, chúng ta phải ghi là Dead Knight. Đó. Figure 1/12. Thì tức là nó cũng sẽ bằng dạng dạng như là mấy con của DC Multiverse McFarlane. Dạng dạng đó, nó chỉ cao cao cỡ đó. Thì nhìn cái hộp như thế này thì các bạn cũng đã biết rồi. Đó. Cái hộp nhìn nó khá là trong chuốt, bọc cả ni lông bên ngoài. Rồi, đó, bên cạnh, đằng sau và mặt trước. Giờ thì mình sẽ gỡ ra để xem nó như bên trong nó có cái gì, nó chi tiết như thế nào nhé. Sau khi mình rút lõi ra, đó, cái hộp là nhìn nó sẽ như thế này. Khá là chắc chắn. Đó, nó rỗng rồi, nó có chết. Thì cái lõi bên trong nó sẽ gồm như thế này đây. Khá là chi tiết, khá là chỉn chu đấy. Đây là sản phẩm đầu tiên của VToy mà mình mua, nên là mình cũng không biết chất lượng sản phẩm khớp khiết của hãng thế nào. Nhưng mà cái cách mà hãng bao bọc trao chuốt cái sản phẩm của mình thì mình nhìn thấy nó khá là ổn. Đó. Khá giống của SHF, SHF Vigard đó. Đó. Cũng có những cái tay thay thế, ít ra là 4 đôi bàn tay. Đó. Rồi cái móc này mình không biết để làm gì. Cái đầu lâu này không biết là để cầm hay là để thay vào đây, để là, hay là một cái head thay thế. Còn cái này chắc chắn là cái head thay thế nè. Đó, khá là chi tiết, khá là chỉn chu cho cái sản phẩm của họ. Rồi kế đến là ở kìa. Rồi, anh xuống đây. Rồi. Thì sẽ có là cái bộ vũ khí của Dead Knight. Dead Knight đi. Thì nó sẽ gồm một thanh đao, một thanh kiếm, một cái lưỡi hái, một cái đèn lồng. Đó, đây một cái đèn lồng à. Và một cái áo choàng. Đó. Đây đây đó, cho mình một tí. Đấy, nhìn sơ sơ nó sẽ là như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ tất cả những thứ này ra.
để cho mọi người thấy được cái chi tiết bên trong của con này, xem nó ưu nhược điểm là chỗ nào. Nếu mà nhìn lướt qua như này ở trong hộp ấy thì mình khá là ưng mắt đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đích mục sở thị nó xem nó sẽ như thế nào ha. Đây, sau khi lôi ra hết từ trong các hộp rồi thì tổng quan sơ sơ là nó sẽ có một cái lưỡi hái. Nhìn cũng ok, chọn phết đấy, cũng đẹp. Riêng lưỡi hái này thì mình đánh giá khá là cao. Được, đơn giản mà nhìn hầm hố. Rồi, cái tiếp theo là thanh đại đao. Đó, gọi là đại đao đi. Đấy, nhìn cũng được, ok. Nó sao ta? Tại vì mình đã nhìn khá nhiều cái kiểu mà đại đao kiểu này rồi, nên là mình nhìn con này nó với mình là ok, cũng được, chứ nó không đẹp lắm. Đấy, mình đánh giá con này cũng 6-7 điểm. Ok, nhìn tạm được. Rồi, con kiếm thường. Con này thì hơi phèn theo ý kiến cá nhân của mình thôi, chứ còn mình nghĩ là nó sao nhỉ, cái dàn vũ khí của thằng Dead Knight này thì nhìn cũng khá là bắt mắt đấy. Nhưng mà với mình thì mình, tại vì mình cũng khá đánh giá cao về mấy cái loại vũ khí mà cho nhân vật mà nó hay cầm ấy, thì mình đánh giá mấy cái kiểu kiếm như này thì nó đơn giản quá, nó lại không đẹp lắm so với mình. Con này thì tầm khoảng 4-5 điểm so với mình, hoặc là 5-6 điểm gì đó. Đấy, thì đây là con này nhìn hợp mắt nhất này. Con này bình thường, con này tạm chấp nhận. Rồi có cái phần này, có cái móc ban nãy ấy, mình đang không biết để làm gì này, mà thì hóa ra là để treo cái đèn lồng này. Đó, cái đèn này thì nó lại mang hơi hướng của phương Đông hơn là phương Tây, trong khi vũ khí các thứ, lưỡi hái này, kiếm này nhìn có vẻ phương Tây, nhưng mà cái đèn lồng này lại là phương Đông. Đó, không biết để làm gì, có phải để thu thập linh hồn giống Thread hay không. Đấy, ở đây. Rồi ngoài ra là có thêm hai cặp tay này. Hai cặp tay này là mình nghĩ là để cầm kiếm này, nhưng mà với cái chất lượng, tại vì như mình đã nói là mình cũng chưa sử dụng bất cứ sản phẩm hoặc là review bất cứ sản phẩm nào của VToy hết, nên là mình cũng không biết cái chất lượng nhựa của họ nó có tốt hay không. Thế nên là mình cũng không dám cầm, mình cũng không dám nhét mấy cây vũ khí, mấy cái thanh vũ khí này vào bên trong cái tay này. Tại vì cái gì, mình cảm thấy là cái tay nó khá là cứng. Nó cứng á, đó. Nó lại hơi dính, chứ là lớp nhựa mới đó, nó cũng hơi dính. Nhưng mà mình đang sợ là nếu mà mình làm mạnh tay quá thì nó sẽ bị gãy luôn cái này ấy. Thế là mình không dám làm. Đây là cái đôi tay để cầm vũ khí này, mình nghĩ là thế. Rồi, đây là đôi tay thả lỏng. Đó, để trạng thái không làm gì cả. Đấy, nó không cầm nắm được gì hết. Đó. Còn tay mặc định thì là nắm đấm. Đấy, để đấm đối phương. Còn hai tay còn lại là để mình nghĩ là cũng cầm nắm luôn. Thế nên là mình có nhét thử thì mình cho nó cầm cái một tay là mình cho nó cầm cái lưỡi hái. Đấy, cũng được. Riêng cái này thì mình cảm thấy là nó nhét vào có vẻ dễ. Đấy, thì mình mới nhét vào thử luôn. Chứ nếu mà để vào kia đôi này, cái tay này, thì mình lại sợ là nó, mình làm mạnh tay quá thì nó lại cứng, lại gãy cái tay này ở đây này, sợ lắm. Đó, thế là cái bàn tay còn lại là mình để nó cầm cái lưỡi hái luôn. Còn một cái nữa là mình để nó cầm cái đại đao này luôn. Nhìn cũng chuẩn đấy, cũng được đấy, ok. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến nhân vật chính đi. Đây là cái head thay thế của anh ấy. Cái head lộ mặt. Có nói là lộ mặt không nhỉ? Cũng gọi là lộ mặt đi. Tại vì mình cũng không hiểu tại sao là... Đây,
Mặt này không biết là mặt chính, mặt mặt định hay là mặt che mặt nữa, mình cũng không biết nữa. Nhờ đây, nhìn thế này, nó khá là ngầu. Ở đây là cái hở miệng. Đó, trông cũng khá chi tiết, cũng khá là sừng sỏ. Số má phết đấy. Rồi, cái cuối là hình đầu lâu. Mình cũng chả hiểu tại sao nó lại cho ra cái hình đầu lâu này nữa, trong khi hai cái mặt này thì rõ là xịn, rõ là đầu gấu, thì tự nhiên cho cái mặt cuối là hình đầu lâu, không có cảm xúc gì cả. Kiểu lấy ý tưởng từ Ghost Rider nhưng mà không tới à. Còn cái này thì mình lại là mình liên tưởng tới thằng Aatrox, Aatrox của LOL đó, giống y như đúc luôn. Đấy là mình tưởng tượng. Còn mặt này thì khỏi nói rồi, mặt này thì ai ai chơi hay không chơi, ai không xem phim hay là xem truyện thì cũng biết mặt này thì đặc sệt 100% là của đấng của Batman, Batman đó. Mặt này không chạy đâu được hết đó, lấy ý tưởng từ Batman. Ngay cả tới ký hiệu ở ngay ngực này nó cũng giống hình con dơi luôn. Nhìn tổng quan con Deadline này ấy, thì mình cảm thấy nó khá là bắt mắt này. Rồi khớp khiết thì mình không biết là nó có ổn hay không, nhưng mà vặn xoay các thứ đấy nó khá là được đấy, nó khá là ok. Rồi có một phần này là để tháo này ra, xoay xiết. Đó cũng khá là chắc, cũng khá là rít, nên mình không biết là theo thời gian nó có bị nứt hay là bẻ giống giống như hồi mình chơi Transformer BMB không đấy thì mình không biết. Nhưng mà sờ nắn các thứ khớp khiết thì nó khá là ổn, nó khá là chuẩn chỉ đấy, đẹp. Như mình cũng nói với nhiều clip trước thì mình rất thích là cái configure nào mà đặt phát nó đứng luôn ấy, đặt phát mà không cần phải căn chỉnh nhiều nó đứng luôn, thì con này cũng như thế, con này cũng đặt phát là nó đứng luôn đó, nó khá là cân đối, cầm cũng cũng khá là chắc tay, cũng hơi hơi đầm tay, cũng hơi nặng nặng ấy, bên trong thì chắc là nó cũng có lõi kim loại hay sao ấy, nên là mình cảm thấy nó khá là đầm, không không bị hẫng. Tổng quan khớp khiết thì nó cũng sẽ giống như tất cả các sản phẩm. Nếu mà bạn nào mà chơi SF nè, Kamen Rider hay là Sentai ấy, hoặc là chơi DC Multiverse Fallen, thì con này nó cũng mang cho mình cái cảm giác y chang như vậy. Đấy, nó cũng như thế. Mình không biết là cái khớp, đương nhiên là khớp nó sẽ không bằng của hàng chính hãng rồi, nên là mình không biết là cái khớp này nó có chịu đựng tốt, cái biên độ nó có tốt giống như mắc phải lần hay là SRF hay không đấy, nhưng mà hiện tại thì với mình thì nó khá là ok. Đó, giờ tháo này ra. Còn thêm một cái phần nữa đó là cái áo choàng khá là chỉn chu đấy. Ở đây thì nếu mình không nhầm mà có cái lỗ này này, đó gắn cái này vào. Nó sẽ mất khá khá thời gian đấy. Đấy, xong. Khi mà có hai cái thanh này, hai cái thanh là lòi ngoài này này, và lắp vào trong hai cái lỗ đây, lắp vào đây là xong. Đó. Hãng khá là chỉn chu đấy. Khi mà làm cái đầu mặt đầu tay rơi giống đấng này này, thì nó có thêm hai cái lỗ ở đây. Đó. Nó có hai cái lỗ ở đây để thọc cái tay vào, để thọc cái tay rơi đó vào. Ô kìa, à thế nhỉ, đó đấy, khá là chỉn chu khi mà làm cho thằng đẹp này có cái bộ áo choàng khá là mượt. Ngoài ra cái phần trùm đầu này
và cái phần trải dài xuống dưới đây. Bên trong nó là khung, nó làm bằng bằng gì nhỉ? Mình gọi cái này bằng gì? Bằng thanh nhôm à? Đấy, nó rất là dễ nắn đấy. Tức là các bạn cũng khá là dễ để tạo hình hoặc là pose thế đó, rồi tung tung áo như này kia đấy, rồi cảm giác như là hiệu ứng gió này kia đấy, hoặc là kiểu Batman thế này đấy, bí ẩn lạnh lùng thì vẫn ok hết. Tại vì ở bên này nó có nó có khung bằng kim loại đây này thì nó dễ nắn đó, một điểm cộng khá là hay của VToy cho cái sản phẩm này đó. Cái gì của cái vành mũ này cũng như thế luôn đó. Thế nên là đội đội kia trùm cái mũ lên, trùm cái hoodie lên thử cho con nét này nhìn nó cũng khá là gọn đấy. Rồi đấy, ấn cái này vào đây là xong, giữ cho nó cố định, còn không thì các bạn cứ để thế này. Đó, để cho cái áo choàng nó cứ thoải mái, nó tung cánh ra thôi đấy, không ảnh hưởng gì cả đâu đó. Thì dành cho những ai mà dạy như thích chụp ảnh pose thế thì mấy cái mà linh kỉnh chi tiết nhỏ nhỏ như mấy phụ kiện hay như áo choàng nha này thì nó rất là thích hợp cho những bạn nào mà muốn chụp ảnh ấy đó, nó khá là ok. Yeah. Rồi tiếp đến sẽ là phần mà mình nghĩ là khá là liều, không biết là có thật sự là liều hay không hay là cứ an tâm mà sử dụng, nhưng mà mình sẽ thử bước đầu này ra, hoặc là bước tay con này ra để mình thay thế. Thì mình sử dụng mấy cái đồ thay thế xem nó có chắc hay là nó có bị nứt gãy gì không. Đây thì trước mắt là mình tháo ra cái đầu thì nó khá là dễ, không sao cả đó, các bạn thấy đây khớp cũng ok luôn. Rồi thử gắn vào xem, thử gắn cái đầu Atrox vào xem. Khá là khó nha. Rồi sẽ lại mất một khoảng thời gian đó. Rồi thì mình ấn nó vào đấy. Hiện tại lần ấn này thì mình thấy nó cũng được, nó cũng tạm ổn, không khó khăn lắm. Riêng cái đầu là như thế đó, trông cũng khá là ngầu đấy, đầu Atrox. À, thế là theo ý kiến của mình thôi. Ừ, mình sẽ gọi cái này là cái đầu của thằng Atrox, trông cũng ngầu nhưng mà không ngầu bằng cái mặt của đấng, mặt của Batman nhìn thì nhìn nó vẫn đẹp hơn. Nhưng mà bác nào mà thích cái đầu mặt quỷ như thế này thì cũng được đấy. Mình thử tiếp cái đầu đồ lâu. U cha đó, dính vậy mới mệt mình nè. Rồi lại mất khoảng thời gian rồi đó. Rồi xong hồi vẫn sức một lúc thì mình cũng bước ra được để mình lắp thêm cái đầu đồ lâu thay thế. Và đúng như mình nghĩ là cái đầu đồ lâu này nó không hợp quẻ gì hết á, nhìn nó vô duyên lắm đó. Đó, không liên quan gì hết. Nếu mà nó có cái hiệu ứng mà lửa giống Ghost Rider á, mà đúng với cái màu đỏ luôn à, thì mình nghĩ là nó có khi nó sẽ hợp tông hơn. Cái đầu này nó hơi vô duyên, nhìn nó không đẹp. Nếu cái đầu này mà để như thủ dạng là để thằng Dead Knight cầm bên tay á, giống như là cái kiểu đầu lâu chiến lợi phẩm á, thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, giờ thì mình sẽ rút ra đây. À, đấy, khá là hên cho mình. Cái đầu này lại cái phần khớp này lại dính ở đây. Rồi chờ một chút ha. Xong. Giờ thì mình sẽ tiếp tục liều với cái tay. Đấy nó khá là khó. Khá là khó rút nên là mình cũng sợ. Ui. Mình sợ cái phần nó gãy, mình cũng sợ cái phần khớp này nó gãy cái nghỉ cái tay luôn, tay coi như là thành thương binh luôn. Tiếp bên này nè. Ui, sợ vãi.
Rồi, chờ một chút mình lắp cái thanh đại đào này đó. Đây, sau khi mà mình khá là vật lộn để nhét nó vào thì thật ra là cách mình nhét nó vào cũng đơn giản thôi. Sử dụng nước sôi tần nước nước ấm chứ không phải nước sôi. Nước sôi thì nó hơi lố. Nước sôi thì mình sợ nó khi nó chà luôn cái nhựa mất, nên là mình sử dụng nước ấm thôi. Nước ấm thì mình thay mình chà vào mấy cái lỗ khớp ấy thì nó sẽ đơn giản hơn. Đấy. Thì đây nó nở quá là giờ cầm cầm cái kiếm cái đao to nó rụng tay luôn này. Nó rụng này luôn này. Đó. Đấy. Nói chung là khớp khi mà mình tra vào nó khá là cứng. Được đấy, ok đấy. Ổn. Thôi, đại dụng rồi. Thì đấy. Đấy, cái mình muốn nói sơ sơ về cái mấy khớp bàn tay của nó là như thế. Thì tức là hiện tại so với thể hiện tại khi mà mình unbox ra và mình đang thử, mình đang viết mục sở thị cho các bạn xem ấy, thì mình thấy là khớp khít của nó cũng khá là được, tạm chấp nhận, không tới nỗi nào. Còn một cái nhỏ nhỏ nữa là đằng sau này, này đây đằng sau nó có cái miếng 500 này này, để làm cái gì là đây, để lắp cái kiếm này. Đây các bạn để ý là ở giữa tâm này, này nó có cái tròn tròn này, này. Đó, không phải là tụi về mang vi thôi, mang sướng sướng mang làm vậy đâu, có mục đích cả. Lắp ở đây đó, như trong cục này là có cái miếng kim loại thôi, thế là nó hút được cái miếng 500 ở đằng sau lưng của con Deadline này đó. Thế là mình sẽ rảnh được một tay, tức là một tay sẽ cầm cầm lưỡi hái, còn một tay là sẽ cầm cái kiếm dài này đó. Còn cái đằng sau này thì để đây cho nó phong trần. Đấy, ngầu không? Mình chỉ để sơ sơ như này thôi là nhìn đã thấy nó toát gì đó, nó rất là bí ẩn, lạnh lùng, rất là chết chóc rồi. Đấy. Ok. Một sản phẩm nói sao ta? Cũng khá là đáng để bỏ tiền ra trải nghiệm. Được đấy. Rồi, sau khi mà mình đánh vật một hồi, mình thay đầu rồi thay tay các thứ, lắp lít các phụ kiện vào, thì một số tổng quan ưu nhược điểm mà mình thấy ở trên cái sản phẩm này là nó sẽ như sau nè. Cái thứ nhất là tuy là lấy ý tưởng từ Batman, mình nghĩ là lấy ý tưởng từ Batman là chủ yếu, và lấy ý tưởng của dòng game mà Dark Souls á, thì các bạn có thể thấy là đây này, ngoại hình này như là cái phần gai ở đây này, rồi gai ở tay này, rồi cái mặt của đấng này, rồi cái tạo hình nguyên mẫu, mình nghĩ là hãng cũng dựa vào ý tưởng sáng tạo của bộ Batman Beyond á, và tạo hình của đấng, rồi thêm các cái cơ thể, cái bộ giáp nó sần sùi như này, này nhìn nó khá giống cái dòng với dòng Dark Souls. Thì đó, họ hãng VTOY này họ biết lấy những cái ý tưởng sẵn có để tạo ra một cái sản phẩm như này thì nó rất là hay. Theo mình như thế là cũng ok, nó không hẳn là đạo nhái, nó cũng không hẳn là bắt chước, nó vẫn tạo ra được một cái gì đó của riêng họ. Thì theo mình nó khá là, nó cũng đáng để hoan nghênh ấy, nó cũng không 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 phải cái gì để chê trách đâu. Có một cái theo mình là điểm trừ theo ý mình thôi, thì tất cả các phần vũ khí này là đấy, rồi cái đại cái thanh đao to này, rồi cái lưỡi hái này, rồi kiếm này, theo mình ấy thì nó đã phỏng theo cái dòng theo 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 cái style là Dark Souls rồi, thì nó cũng đã tạo ra được thêm một
Nhân vật Deadline nhìn nó cũng khá là ngầu như này rồi, nhưng mà tại sao cái vũ khí theo mình ấy thì nó chỉ được được một đúng lưỡi hái thôi đó, thì nó khá là nhìn nó khá là chất. Nhưng mà sang tới cái đại đao cái thanh kiếm này thì theo mình nhìn ấy thì nó khá là sơ sài, mà nhiều khi mình còn nhìn thấy nó cũng hơi na ná theo cái kiểu mà mấy cái game mà kiếm hiệp tào lao của Trung Quốc ấy đấy. Không biết các bạn có giống như mình không, nhưng mà theo cảm nghĩ của mình thì nó khá là sơ sài, nó chỉ được chi tiết là đúng đúng lưỡi hái thì mình thấy còn ok này. Xong rồi tới sang cái phần đao này thì nó hơi sơ sài chút này, nhìn bắt đầu nó có hơi hướng tàu khựa rồi. Lại sang cái kiếm này thì nó còn chán hơn nữa đấy, nó chỉ đơn giản là ra cái mặt xong rồi ra cái lưỡi là hết, chẳng còn gì nữa đó. Rồi tôi cho thêm cái lồng đèn, cái lồng đèn nó cũng chả theo phong cách phương Tây hay phương Đông nữa, nó cho đèn nó cũng chả để làm gì, nhìn nó khá là lạc quẻ, nó khá là vô duyên ấy. Đấy rồi họ cũng đã cố tạo ra được thêm hai cái head để thay thế rồi. Cái head này nhìn cũng khá là ok, trông cũng khá là sừng sỏ này. Nhưng mà sang cái head thứ hai, mình cho là mình gọi này là head thứ ba đi, thì nó lại chỉ đơn giản là một cái đầu lâu thôi, nó không có chấm phá hay là lửa liếc gì cả, tại vì đã mang tiếng là lấy ý tưởng của nhau thì tại sao bên Vichoy người ta không cố gắng cho thêm một ít họa tiết lửa này kia nhỉ? Nhưng cũng cũng đâu ai chê trách là cắp Ghost Rider đâu đúng không? Đấy, ngay cái điểm thứ ưu điểm thì mình đã khen nhiều rồi, mình chỉ đang muốn nói khuyết điểm thôi. Thì cái khuyết điểm nữa khuyết điểm nó sẽ làm ở trong phần ưu điểm của cái phần tạo hình này, thì tạo hình nhìn nó rất là ngầu lòi, rất là cứng cáp này, thì như thế nó lại tạo ra một cái khuyết điểm nho nhỏ là mình khá là tốn công, mình thay tất cả cái khớp ấy, thay những cái bàn tay khác hoặc là những cái đầu ấy, thì mình kiểu mình khá là chật vật bởi vì mấy cái góc cạnh ở đây này nó khá là nhọn, mà khi mà đây riêng cả bản thân mấy cái bàn tay thôi, có một số bàn tay nó khá là nhọn, khi mà mình bấm vào mình phải bấm bấm thật lực vào cơ, thì đâm ra nó sẽ gây cho mình ra một chút sát thương, làm tay mình khá là kiểu dạng như là nó bị, các bạn biết là khi mà bị một cái vật nhọn thì nó cứa đi cứa lại vào nhiều vào da nhiều lần ấy, thì nó sẽ gây cảm giác hơi rát 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 khó chịu ấy. Đấy thì đấy từ cái ưu điểm là tạo hình nhìn khá là hầm hố nên nó chuyển vô tình nó chuyển thành cái khuyết điểm là mình khi mà mình lắp vào mấy cái bàn tay thay thế thì nó khá là đau, nó khá là làm đau tay mình, và mình phải xài với nước sôi đấy, thì may ra thì mình mới tra được vào mình mới thay được mấy cái đoạn tay này đó. Cái khuyết điểm nho nhỏ thôi. Tiếp theo thì mình nghĩ là ở mấy cái bàn tay này thì mình lúc mà mình có trải nghiệm ấy thì mình nghĩ là họ bôi cái vị họ hãng Vitoy họ bôi khá là nhiều keo keo chống lỏng khớp hay sao ấy. Theo mình không nhầm như thế, tại vì khi mà mình sờ sờ mình bóc ra mình trải nghiệm ấy thì nó dính nó khá là dính cái tay mình nghĩ là cái phần lớp keo, và khi mình cho nước sôi vào ấy thì cái phần thì lớp keo nó cũng trôi đi luôn, và mình tra vào mấy cái tay này nó khá dễ, thì thay vào đó thì vì tra vào khá dễ nên là mấy cái bàn tay này khi mà cầm vũ khí lên ấy nó cũng sẽ không được chắc nữa, nó sẽ bị lỏng luôn. Đó. Đây. Này, như lúc nãy mình có cầm đây thì nó khá là chắc, nó khá là dính. Nhưng mà khi mình chan nước sôi một cái thì giống như kiểu nó bay mất lớp keo đi. Đó, thì nó khá là lỏng. Nó lỏng le, nó không còn được như lúc đầu, nó không còn dính cứng như lúc đầu nữa. Đấy. Còn một cái nữa là mình không biết là theo thời gian là mấy cái biên độ khớp này liệu nó có giống như BMB không, nó có bị tự dưng cái nứt nó nứt ra không đấy. Đấy kiểu để chừng một thời gian thì không biết là nó có tự bị giòn hay không, và còn một cái cuối cùng đó là mấy cái như là bằng đây đây là bằng nam châm này, đến hút này,
như cái DAO ở đây, như mình có nói lúc nãy là nó cũng hút cái phần, có cái phần 500 ở sau lưng của thằng Deadline này. Đó, nó cũng hút nộm dính. Thì đó cũng là một cái ưu điểm, đó là một cái sáng tạo. Nhưng mà trong cái sáng tạo đó thì mình không biết là cái 500 này, thế nhưng như mình biết ấy, 500 mà nó hút mãi mãi thì chỉ có 500 điện thôi, 500 những kiểu, 500 những kiểu là 500 điện thôi thì nó mới hút mãi này được. Còn 500 này mà cứ để một thời gian ấy thì kiểu gì nó cũng sẽ hết từ trường, hết từ trường thì kiểu gì nó cũng sẽ rụng ra. Đấy, thì mình không biết là cái khoảng thời gian nó có đi kèm song song với cái biên độ khớp không, thì không biết là cái 500 này nó có đi, nó cùng bị hỏng hóc hay là bị nứt giống như là cái khớp của cái hãng này không. Đấy là mình không biết đó, nên cái mình lo lắng nhất là biên độ khớp và cái 500 này nó không còn hút nữa theo thời gian đó. Mình không biết là trong tầm khoảng thời gian là bao lâu đấy. Thì đó là những cái khuyết điểm mà mình có thể nhìn được ở trên con mô hình này. Nhìn tổng quan thì nó rất là ok, nó rất là đẹp, nó đáng để trải nghiệm theo đợt mà hàng mới ra. Và khi mà mình pre-order thì nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. Và 1,5 triệu để đổi lại tất cả những phụ kiện các thứ này kia, tạo hình, khớp khiếp cho đến thời điểm hiện tại, thì theo mình thấy là giá đó là giá khá là ổn. Nhưng mình chỉ không biết là theo thời gian tầm khoảng coi như 1 quý đi, 3 tháng, nửa năm và đến hết 1 năm thì liệu là cái biên độ khớp nó còn ok được như thế này không? Liệu cái 500 này nó còn dính được nữa không? Đấy, đây là điều mình không hề biết, mình không chắc chắn tí nào cả. Đấy là mình khá là lo ở sản phẩm này. Đó, nhưng mà nếu như mình thấy là hàng này đã ra mắt được khoảng 4 tháng rồi và trên nhiều page hoặc là group mô hình về bán buôn mô hình ấy, thì mình cũng thấy là có khá nhiều người ta đã bán tháo con này đi rồi, thế là mình cũng khá là lo, không biết là con này theo thời gian liệu nó có ổn hay không, nó có tốt nữa hay không. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì với cái giá tiền mà mình thấy là 1,5 triệu để đổi lại tất cả những cái phụ kiện và cái mô hình như thế này thì mình nghĩ là nó cũng được, cũng xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra trải nghiệm, cũng nên đấy, tại vì tạo hình nhìn nó cũng đẹp mà. Đó, cũng hãng khá là trau chuốt cho sản phẩm của mình đấy, nhưng mà chẳng qua là chắc là vừa trau chuốt trau quá thì nó hết chất xám hay sao, hoặc là hết nguyên liệu để gia công như sao, nên là tự nhiên nó cứ bị nửa vời. Theo mình thấy là nó cứ hơi bị nửa vời ấy. Đó, còn thêm một cái hay ho nữa là đây, cái style của này nó cũng khá hợp với con Bass Cycle này. Con Bass Cycle này thì mình đợt trước mình có mua con Batman Dark Knight Death Metal ấy, nhưng mà mình xả con đấy rồi, xả con đấy trúng dịch, nhưng mà mình giữ con xe này thì khá là trùng hợp là con này lại cùng scale với con xe này. Đó, thế là cũng một cái để combine lại với nhau, nhìn nó khá là hay. Đó, nói chung là hiện tại thì mình sẽ thấy là con mô hình này được nhiều hơn mất. Thế nên là mình cũng khuyến khích các bạn có điều kiện hoặc là các bạn thích đấm hoặc là thích dòng taxo thì nên mua con này để trải nghiệm. Nó cũng khá là hay ho mà, cũng đáng để thử đấy. Rồi, dài dòng như thế đủ rồi. Có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Như thường lệ, nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nếu các bạn cảm thấy yêu thích mình. Và cũng đừng quên hãy để lại cho mình những comment, những bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thêm thông tin và để mình biết là mình có làm gì sai hoặc chưa hay, thì mình có thể đọc những bình luận của các bạn để ra những clip về sau tốt hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì bye bye. Why always
in the morning.